Hello, xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư đã đến với kênh Ichimoku Trịnh Phát và đang trong video khuyến nghị mã cổ phiếu của em Thanh Thúy. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã click vào video này. Thì anh chị nào mà quan tâm yêu thích thì hãy thả giúp em Thanh Thúy ngay một nút like, một nút share, một nút subscribe, like để ủng hộ tinh thần em cũng như là tăng tương tác cho kênh. Quý anh chị nhé. Anh chị nào mà chưa có người đồng hành trên chặng đường đầu tư thì có thể liên hệ đến số điện thoại 0949083953 đang có ở trên màn hình. Thì em sẽ hỗ trợ cho các anh chị một là mở tài khoản chứng khoán SI, hai là chuyển ID về bên em được hỗ trợ chăm sóc. ID sẽ là 2668. Rồi ok thì quyền lợi của các anh chị khi mà tham gia vào room của em Thanh Thúy thì sẽ được thứ nhất là sẽ có được cơ hội có được những cái tín hiệu mua bán kịp thời. Cái thứ hai đó là sẽ được có cơ hội tham gia vào room VIP của ITB các anh chị nhé. Rồi anh chị nào mà chưa tham gia vào room Zalo cộng đồng thì có thể là quét mã QR góc trái màn hình tham gia vào room thì em sẽ hỗ trợ trả lời về các mã cổ phiếu mà các anh chị quan tâm, ví dụ như là điểm mua này, điểm bán này hay là chốt lời cắt lỗ ra sao các anh chị nhé. Chúng ta hãy đi vào chủ đề chính trong ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay em khuyến nghị đến cho các anh chị một mã cổ phiếu về nhóm ngân hàng mà chị có thể là quan tâm được trong một cái nhịp trong tuần sau chúng ta có thể là có thể mở mua được đối với một mã cổ phiếu ngân hàng, ví dụ như là con STB các anh chị nhé. Thì đối với con STB thì cái vào cái ngày ở đây là vào cái ngày 19 tháng 1 là một cái ngày bật lên đối với con STB anh chị nhá, một cái ngày bật lên đối với con STB và đóng cửa trên được cái vùng cản 29.8 anh chị nhá. Thì đối với con STB này sau những cái nhịp tăng này thì hiện tại đang có những cái nhịp điều chỉnh rung lắc nhẹ đúng không ạ? Thì đây chỉ là những cái nhịp điều chỉnh rung lắc nhẹ mà thôi. Thì nói chung là đối với các mã cổ phiếu ngân hàng nó cũng đã chạy được một nhịp rồi. Thì như con STB đây nó chạy từ dưới cái vùng giá 26.27 mà lên được cái vùng giá 30.x rồi đúng không ạ? Thì do đó thì khi mà các mã cổ phiếu ngân hàng bắt đầu có những cái nhịp chỉnh về cái vùng đáy thứ hai thì sau đó nó sẽ có một cái nhịp chạy lần hai cho các anh chị nhá. Thì đó là một cái nhịp sóng hai đối với nhóm ngành ngân hàng trong những cái nhịp sắp tới, và đặc biệt khi mà thị trường bắt đầu có những cái sự hưng phấn trở lại đối với một vài mã ngành, mặc dù là thanh khoản tương đối thấp tuy nhiên thì dòng tiền nó vẫn luôn chuyển giữa các ngành đúng không ạ? Ngày hôm qua thì chúng ta có thể ngày hôm thứ năm thì có thể kể đến nhóm ngành bán lẻ với con RT tăng trần và một vài mã cổ phiếu được lan tỏa tăng tốt như là MWG hay là DigiWorld đúng không ạ? DigiWorld Masa đó là con các mã cổ phiếu mà tăng tốt trong phiên ngày thứ năm, hay là với một mã cổ phiếu nhóm thép như là con HSG ngày hôm qua thì cũng có một cái nhịp tăng tốt khoảng độ 1%. Thì như ngày hôm nay thì anh chị có thể thấy là có một cái sự lan tỏa từ nhóm chứng khoán như là con HCM hay là đối với nhóm bất động sản thì đó là đối với con Phát Đạt đúng không ạ? Thì do đó thì với cái dòng tiền lực cầu chưa vào nhiều với một cái thanh khoản thấp, tuy nhiên thì dòng tiền nó vẫn có cái sự luân chuyển giữa các ngành. Thì ví dụ như là đối với nhóm ngành ngân hàng thì dòng tiền hiện tại nó có thể là nó đang rút dần ra đúng không ạ? Rút dần ra đối với một vài vị thế T cộng, có thể là nó sẽ điều chỉnh về những cái vùng hỗ trợ dưới để cho chúng ta có thể là có những cái dòng tiền mới tham gia vào. Thì ví dụ như đối con STB thì anh chị có thể là cân nhắc tham gia được quanh vùng giá 29.8 cho đến là 30.2 các anh chị nhé, 29.8 đến 30.2 thì anh chị có thể là cân nhắc tham gia được đối với con STB này. Và STB này thì phiên ngày hôm nay thì cũng đã có những cái giá thấp nhất là quanh vùng 30.2 rồi, cho nên là phiên ngày mai phiên ngày thứ hai á anh chị có thể là lấy trước một phần quanh vùng giá 30.3 30.4 cũng được, giảm thêm thì chúng ta sẽ mua thêm đúng không ạ? Trước mắt thì chúng ta cứ giải ngân trước để lấy vị thế là cái đầu tiên này, thì sau đó chúng ta mới lên được những cái chiến lược mua vượt đỉnh hay là mua điều chỉnh đúng không ạ? Thì nếu như mà điều chỉnh về vùng 29.8 thì chúng ta sẽ bắt đầu gom thêm 30 cho đến là 29.8 thì chúng ta sẽ gom thêm, hoặc thậm chí là 30.2 thì anh chị bắt đầu có thể là gom thêm được. Còn nếu như mà nó vượt đỉnh cũ đúng không ạ? Vượt đỉnh cũ ở đây sẽ là quanh vùng giá 31.3 anh chị nhá, 31.3 thì chúng ta sẽ gia tăng thêm đối với con STB. Thì đây là một mã cổ phiếu ngân hàng mà chúng ta sẽ hoàn toàn có thể kỳ vọng được một cái nhịp chạy thứ hai đối với con STB này anh chị nhá. Thì đó là đối với một mã cổ phiếu mà em muốn khuyến nghị đến cho quý anh chị trong cái video khuyến nghị mã cổ phiếu ngày hôm nay. Thì trong cái khung tuần thì anh chị có thể thấy là nó cũng đang có một cái lực đỡ về mây tương đối tốt đúng không ạ? Và cái thứ hai nữa là con dao găm 65 bắt đầu nó di chuyển lên trên rồi, thì sắp tới đây có thể là đối với con STB thì chúng ta sẽ kỳ vọng về trung dài hạn đúng không ạ? Một vài vị thế về trung dài hạn có thể là kỳ vọng được, bởi vì con dao găm 65 nó bắt đầu nó di chuyển lên đây rồi, một cái vùng nền mới trên này. Còn về trong khung tháng thì nó đang có một cái vùng hỗ trợ rất tốt anh chị nhé. Một cái vùng mây lớn ở đây anh chị nhá, một cái vùng mây lớn ở đây và đây sẽ là cái vùng hỗ trợ rất tốt đối với con STB.
Cho nên là để cho có những cái dịp giảm điểm quá sâu hay là điều chỉnh quá sâu thì thêm đánh giá là nó sẽ rất khó anh chị nhá. Cho nên là anh chị muốn tham gia đối với con STB thì anh chị có thể lấy trước một phần quanh vùng giá 30.3 cũng được luôn anh chị nhá. Có vùng giá đó thì chúng ta nên lấy trước một phần, thì sau đó giảm điểm về thì chúng ta sẽ lấy thêm, hoặc là vượt đỉnh thì chúng ta sẽ mua theo chiến lược vượt đỉnh anh chị nhá. Ok, thì đó là mã cổ phiếu mà em muốn khuyến nghị đến cho tất cả quý anh chị. Chúc cho quý anh chị có một buổi tối thật là vui vẻ và có một cái buổi cuối tuần an lành bên gia đình các anh chị nhé. Anh chị nào mà thấy video này hữu ích thì anh chị có thể thả giúp em Thanh Thúy một nút like. Em cảm thấy em Thanh Thúy rất là cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Anh chị nào mà muốn đồng hành cùng em trên chặng đường đầu tư thì có thể là liên hệ đến số điện thoại của em các chị nhé. 0949083953 đang có trên màn hình. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị.